Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tán, Hồng Sơn Sơn nguyệt nhất luân minh. Hồng Lĩnh không còn gia đình, anh em tứ tán. Trên đỉnh núi Hồng, vầng trăng cũ sáng mãi một màu. Đó là hai câu thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng viết tặng cho thi hào Nguyễn Du khi nhắc đến quê hương Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh của tiền điện thi sĩ. Mặc dù hai câu thơ không được nhắc đến ngựa xe, nhưng dường như âm hưởng của nó chứa đầy dấu xe ngựa và mây trời. Có thể nói rằng, khi đến Hồng Lĩnh, hình ảnh đập vào mắt người ta đầu tiên là những cỗ xe ngựa thồ. Xe ngựa thồ giống như một biểu tượng vận chuyển của giới lao động nghèo và của những ông xã ít còn vấn vương với quá khứ. Những cỗ xe ngựa từng ngừng và lặng lẽ buông vó trên mặt đường nhựa, đôi khi giống như một sự cố gắng mang thế giới cổ tích để hòa dịu cùng thế giới hiện đại. Thu nhập thì bình quân một ngày được 170, 170 ngàn ấy. Có ngày là không có việc, nhiều ngày có ngày là được một chuyến thì dám chục là 30, mà có ngày là được dám 3 chuyến, mà hầu như là không có là nhiều, không có chuyện nào. Như ngày hôm qua đến ngày hôm nay là chủ dư mới được một chuyến, dư mới bắt đầu chuẩn bị đi chợ thì được khoảng 50. Cán thì không khó, cán là chuối, cám, lúa, đúng đó thôi. Con tuổi thọ của nó thì thật sự mà nói là đừng bảo cũng biết được, vì là lúc đừng bảo đến mình khẽn mua nữa cho nó đã có rồi. Còn là cứ anh đi chợ bán anh thế từ xoay quanh nữa thì nghe bọn tóc cân nói là được khoảng có khoảng 30-40 năm nữa, ở 30 năm một ngày thì 20 ngàn, ngày của nó ăn 20 ngàn. Những ông xã ít nghèo đến từ Hương Khê, Kỳ Anh, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tụ về ngã ba Hồng Lĩnh để cùng nhau kiếm cơm và đánh cờ, uống chè xanh trong những giờ thất nghiệp. Mỗi con ngựa là một phần tài sản lớn trong gia đình của người xã ít. Để nuôi được một con ngựa thồ, người ta tốn ít nhất là 6 năm và 20 triệu đồng tiền vốn. Nghĩa là một con ngựa con có giá thành dao động từ 20 triệu đồng cho đến 30 triệu đồng, tùy vào dòng ngựa, tướng mạo và bộ lông, màu da của nó đẹp hay xấu mà người ta bán giá cao hay thấp. Người ta mua ngựa về, nuôi tiếp 4 năm ròng rã, chăm sóc ngựa bằng cách cho ra đồng ăn cỏ, tôi đến cho ăn đường bát và cỏ, tránh để ngựa bị muỗi đốt, và lúc vào trời lạnh, phải mang lò than sưởi ấm cho ngựa, cho ngựa ăn cám pha mật ong rừng để phòng bệnh. Nhưng thu nhập của người nuôi ngựa sau khi ngựa đi thồ nghe ra rất thảm thương. Đi vùng Hà Tĩnh này là nuôi ngựa là từ trước tới nay là từ khoảng từ năm 90 đến giờ. Trước đây những cha ông tôi không đi ngựa, nhưng mà những người anh có đi ngựa tham gia ngựa để đi kéo hàng từ năm 90 đến giờ. Thế còn bản thân tôi là kéo ngựa từ năm 2002 đến giờ. Tôi đi ngựa để kéo hàng cho bà con nhân dân ở đây. Nên là còn công việc hàng ngày mà thu nhập thì là mức độ mà người lao động là cũng như trước, không cao mà không thấp, mà có công việc làm hàng ngày. Còn cái chăn nuôi ngựa là nó hơi vất vả hơn các nghề khác. Xe ô tô thì đổi xăng mà chạy, còn xe ngựa là mình phải phục vụ ăn hàng ngày. Rồi đêm hôm mình phải đi cột ngựa ngoài đồng, chăn đi cột ngoài. Còn những mấy năm trước thì chưa có xe nhỏ thì mình làm ăn được. Thì còn một vài năm tới đây thì xe nhỏ, ô tô nhiều quá, thành ra là cái xe ngựa nó khó lắm. Thời buổi chạy đua với tốc độ, ít có ai chọn phương tiện ngựa thồ để đi. Giữa người nghèo và phương tiện ngựa thồ có một mối đồng cảm và gắn bó thân thiết. Người xa ít thường nói vui với nhau rằng, nếu như không còn những ông chủ gốc nông dân và không còn những bà nội trợ nghèo, có lẽ ngựa thồ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có thể nói rằng, hiện tại, đời sống của người xa ít chỉ dựa vào những buổi thồ hàng với thu nhập
được chăng hay chớ. Có lúc thì chở gạch ngói, sắt thép, xi măng, có lúc chở một bà nội trợ đi chợ về. Nhưng dường như người xa ít chưa bao giờ nản chí với thu nhập ít ỏi của họ. Tiếng vó ngựa buông trên đường đã trở thành nhịp điệu thiên lý, thành hơi thở và cảm hứng sống của họ.